bạn đã cập nhật tin tức ngày hôm nay. Bạn quá bận rộn để biết về những thông tin pháp luật trong và ngoài nước. Hãy đến với chúng tôi. Bản tin 17 giờ phát sóng từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên blo.vn. Bản tin 17 giờ nhanh chóng, kịp thời, chính xác. Các bạn đang đến với bản tin 17 giờ. Bản tin được thực hiện bởi Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay, ngày 7 tháng 7, có những nội dung chính như sau: nghi vấn giám đốc bị bắn do ân oán giang hồ; nghi bị cắm sừng đâm cả vợ và tình địch; nướng hơn nửa tỷ đồng vô sòng bạc Campuchia rồi báo cướp; khởi tố 4 người vụ nhận tiền nâng điểm sinh viên; gần 90 khách bị giam lỏng vì khúc mắc giữa chủ tour và khách sạn; Hồng Kông phá đường dây cá độ lớn kỷ lục mùa Euro; Triều Tiên lại bất ngờ xả nước tự đập; Hàn Quốc sơ tán dân. Và sau đây là nội dung chi tiết. Công an tỉnh Hà Nam đang theo dấu vết các quan hệ xã hội phức tạp của giám đốc bị bắn chết để tìm hung thủ. Ngày 6 tháng 7, liên quan đến vụ ông Nguyễn Đức Trí, giám đốc một doanh nghiệp ở thành phố Phủ Lý, Hà Nam, bị bắn chết vào chiều 4 tháng 7. Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố vụ án giết người và tàn trữ vũ khí quân dụng để điều tra. Một cán bộ công an tỉnh Hà Nam cho biết, vụ truy sát có thể xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình làm ăn của ông Trí. Doanh nghiệp do ông Trí làm giám đốc được xem là có số và có tiếng trong địa bàn tỉnh Hà Nam. Doanh nghiệp đang ngành nghề này chuyên thực hiện các dự án san lấp mặt bằng, kinh doanh vật liệu xây dựng, kinh doanh vận tải. Thế nhưng, doanh nghiệp lại là đối tượng nằm trong danh sách theo dõi, kiểm soát chặt của công an vì bị tình nghi là ổ nhóm giang hồ. Sáng ngày 7 tháng 7, Công an Bình Dương khám nghiệm xong hiện trường vụ án mạng xảy ra tại phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương và tiến hành điều tra làm rõ việc ông Huỳnh Thế Tê, 46 tuổi, bị đâm chết ngay tại nhà riêng. Trước đó, vào đêm 6 tháng 7, hàng xóm nghe tiếng la hét, cơ cấu phát ra từ nhà ông Tê. Mọi người chạy sang kiểm tra thì thấy ông Tê đã nằm bất động trên vũng máu. Gần đó là bà M, 46 tuổi, sống gần nhà ông Tê, quằn quại vì bị đâm hai nhát vào lưng. Thông tin ban đầu trước khi xảy ra án mạng, bà M sang nhà ông Tê chơi, thấy trời tối mà vợ qua nhà hàng xóm nên chồng bà M là ông Nguyễn Văn Bảnh, 50 tuổi, nổi cơn ghen tuông, bỏ đi tìm. Cho rằng vợ quan hệ bất chính với ông Tê, ông Bảnh đã dùng dao đâm vợ và tình địch rồi bỏ chạy khỏi hiện trường. Hiện Công an tỉnh Bình Dương đã lấy lời khai những người liên quan và truy bắt hung thủ Bảnh. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long vừa chuyển hồ sơ Trương Văn Úc, 36 tuổi, ngụ xã Phú Quới, cho Công an huyện Long Hồ khởi tố Úc về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo thẩm quyền. Úc có hành vi dùng tiền Hùng mua lúa của chị Nguyễn Thị Phụng, ngụ cùng huyện, mang nướng vào sòng bạc ở Campuchia rồi tung tin bị cướp. Theo điều tra, cần mua lúa với số lượng lớn, vợ chồng chị Phụng rồi Úc hùn vốn, lợi nhuận chia đôi. Chị Phụng góp gần 700 triệu đồng, Úc hùn 205 triệu đồng. Sau thời gian đi mua lúa, Úc mang gần 630 triệu đồng sang Campuchia đánh bạc và thua sạch. Hết tiền, Úc tung tin bị cướp giật và công an vào cuộc xác định sự thật trên. Số tiền Úc chiếm đoạt dưới 500 triệu đồng nên Văn phòng Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã chuyển hồ sơ về Công an huyện Long Hồ xử lý theo quy định. Sáng ngày 7 tháng 7, Cơ quan An ninh Điều tra PA92 Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng: Nguyễn Đức Thắng, nhân viên hợp đồng phụ trách quản trị mạng của trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng; La Văn Huỳnh, Hoàng Thị Kim Dung, sinh viên; Trần Văn Kiên, chủ tiệm photo. Trong đó, Thắng bị khởi tố về tội giả mạo giấy tờ trong công tác, 3 người trên là đồng phạm. Đây là những người liên quan đến việc nhận tiền để nâng điểm cho sinh viên xảy ra tại trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng. Sau khi biết thông tin các sinh viên không đủ điểm tốt nghiệp, thì Huỳnh, Dung và Kiên đã gặp những sinh viên này để đề nghị chung tiền để xây điểm cho đủ tốt nghiệp. Tiếp đó, họ đưa các sinh viên này đến gặp Thắng, người được nhà trường giao mật khẩu phần mềm quản lý điểm của sinh viên nên có thể xây điểm cho sinh viên. Sau mỗi lần xây điểm, Thắng thu từ 1,5 đến 1,7 triệu đồng một môn, những người còn lại thu 200 đến 300 ngàn đồng trên một sinh viên. Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã xây điểm cho 19 đến 20 sinh viên, thu lợi bất chính hơn 130 triệu đồng. Sự việc này bị phát giác sau đó, nhà trường đã có đơn đề nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra làm rõ. Sáng nay, 7 tháng 7, Ủy ban Nhân dân thị xã Cửa Lò và Thanh tra Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An đang phối hợp cơ quan chức năng làm rõ sự việc khúc mắc giữa việc thanh toán tiền rồi giam xe xảy ra tại khách sạn Thái Bình Dương, thị xã Cửa Lò. Trưa 6 tháng 7, sau 3 ngày 2 đêm đi du lịch tại thị xã biển Cửa Lò, đoàn khách du lịch khoảng 89 người thuộc tour của công ty Thái Bình Xanh trả phòng khách sạn Thái Bình Dương, khách sạn 3 sao để trở về Thái Bình. Tuy nhiên, phía bảo vệ khách sạn này đã giam hai xe khách, không cho rời khách sạn.
do thức ăn không hợp khẩu vị, nên đoàn khách du lịch trên không ăn đúng ngày 3 bữa tại nhà hàng của khách sạn như thỏa thuận ban đầu, nên giá tiền phòng được tính theo giá lẻ mà không tính theo giá tour. Nghĩa là phải thanh toán thêm cho khách sạn hơn 20 triệu đồng tiền phòng vì không ăn ngày 3 bữa ở nhà hàng khách sạn. Sau một lúc tranh cãi, phía khách sạn Thái Bình Dương đồng ý hạ xuống còn 12,9 triệu đồng, nhưng khách hàng không chịu. Trưởng phòng văn hóa thông tin thị xã Cửa Lò quyết định bỏ 12,9 triệu đồng để tạm ứng cho khách sạn Thái Bình Dương để đảm bảo quyền lợi cho du khách. Vài tiếng trước trận bán kết giữa Xứ Qua và Bồ Đào Nha, cảnh sát Hồng Kông đã triệt phá hàng loạt đường dây cá độ lớn, bắt 15 người và tịch thu gần 50 triệu USD. SCMP cho biết 15 người trong số đường dây cá độ lớn nhất mùa Euro 2016 ở Hồng Kông đã bị bắt giữ. Kiểm tra số liệu giao dịch, cảnh sát phát hiện ra số tiền phi pháp lên tới 360 triệu Hồng Kông, tương đương gần 50 triệu USD. Đây là một phần của chiến dịch truy quét quy mô mà cảnh sát đặc khu hành chính Hồng Kông tiến hành trong mùa Euro 2016. Theo luật pháp Hồng Kông, tòa đánh bạc có thể chịu mức án lên đến 7 năm tù giam và 600.000 USD tiền phạt. Với những người chơi cá độ, mức phạt có thể lên tới 9 tháng tù và 4 triệu USD tiền phạt. Cá độ phi pháp là vấn nạn gây nhức nhối ở châu Á. Trung Quốc, Thái Lan, Singapore hay Malaysia đều tiến hành các chiến dịch trấn áp cá độ trước thềm Euro 2016. Tuy nhiên, các đường dây cá độ phi pháp vẫn tìm mọi cách để hoạt động vì lợi ích khổng lồ. Triều Tiên hôm qua xả nước từ đập Hwanggang gần biên giới với Hàn Quốc mà không thông báo trước. Việc này khiến mực nước sông Imjin dọc biên giới gia tăng, làm các cư dân Hàn Quốc sống tại khu vực phải đi sơ tán. Khu vực này những ngày gần đây đã hứng chịu mưa lớn. Seoul cho hay họ không tin Bình Nhưỡng tham gia tấn công bằng lũ lụt, nhưng đang giám sát chặt chẽ mực nước ở đập Hwanggang. Không có người bị thương hay thiệt hại lớn do đợt xả nước của Triều Tiên. Các cư dân ở những khu vực dễ bị lở đất và lũ lụt đầu tuần này đã được sơ tán sau nhiều ngày mưa lớn. Năm 2009, Triều Tiên xả nước mà không thông báo trước, làm 6 người Hàn Quốc cắm trại ở hạ nguồn thiệt mạng. Sau vụ việc, Bình Nhưỡng đã nhất trí thông báo trước khi xả nước từ đập. Triều Tiên hồi tháng 5 cũng 2 lần mở cửa xả lũ cửa đập mà không thông báo. Không có người bị thương vong trong cả 2 vụ việc. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 17 giờ ngày hôm nay của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại! Bạn đã cập nhật tin tức ngày hôm nay. Bạn quá bận rộn để biết về những thông tin pháp luật trong và ngoài nước. Hãy đến với chúng tôi. Bản tin 17 giờ phát sóng từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên BLO.vn. Bản tin 17 giờ nhanh chóng, kịp thời, chính xác.